Đến rạng sáng ngày 2 tháng 11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe ben xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11, xe khách Phương Trang chở hàng chục hành khách di chuyển trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, rẽ qua đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn để đi thành phố Đà Lạt thì bất ngờ va chạm với xe ben cũng đang ôm cua. Theo người dân, vụ va chạm khiến xe ben đâm vào bên hông trái xe khách khiến nhiều hành khách khóc thét, la hét kêu cứu. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng một số hành khách nằm phía sau xe khách hoảng loạn vì suýt rơi ra ngoài khi phần kính đã vỡ nát. Tại hiện trường, xe khách Phương Trang bị vỡ kính, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe trên đường, còn xe ben cũng bị hư hỏng nhẹ phần đầu. Sau vụ việc, hành khách được di chuyển ra bên ngoài để tiếp tục hành trình đi Đà Lạt, nhưng một số người phải hủy chuyến vì sự cố này. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.